Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Phát hiện sớm, cách ly, điều trị, không để bệnh sởi bùng phát. Sầu riêng cấp đông của Đắk Lắk sẵn sàng chinh phục thị trường Trung Quốc. Trong mục Đắk Lắk 120 năm dấu ấn thời gian, chương trình có phóng sự Đắk Lắk phát huy giá trị di sản văn hóa cổng chiêng. Thời sự trong nước, gia tăng bệnh nhân mắc Whitmore ở vùng ngập lụt. Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trong năm 2024. Israel tiếp tục thực hiện các đợt tấn công nhằm vào Liban là những thông tin đáng chú ý cho phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua khảo sát, trên địa bàn tỉnh có khoảng 100 điểm nguy cơ sạt lở với các mức độ khác nhau. Do có mưa nhiều trong những ngày qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành các văn bản chỉ đạo đối với các địa phương, cơ quan chuyên môn sẵn sàng chủ động ứng phó với nguy cơ có thể xảy ra các loại hình thiên tai như ngập lụt, sạt lở. Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân được biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di rời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn, bảo đảm giao thông an toàn cho người dân và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh các giải pháp để ngăn chặn nguy cơ bệnh sởi diễn biến phức tạp khi số ca bệnh liên tục tăng mạnh trong một tháng qua, đặc biệt là sau 3 năm liền, địa phương không ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 19 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận 136 trường hợp mắc bệnh sởi tại 14 trên 15 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, thành phố Buôn Ma Thuột là địa phương có số ca mắc cao nhất với 74 trường hợp. Tỷ lệ tiêm vaccine sởi trên phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk đạt 55,3%. Bệnh sởi đang có tình trạng báo động qua điều tra cho thấy nhiều trường hợp chưa tiêm phòng vaccine sởi. Ngành y tế đang tăng cường tuyên truyền để người dân tiêm vaccine vì nếu không tiêm phòng sẽ gây khó khăn rất lớn trong công tác phòng chống bệnh. Để ngăn chặn nguy cơ bùng phát bệnh sởi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các địa phương tiến hành điều tra ca bệnh, rà soát thống kê những trẻ em dưới 5 tuổi chưa được tiêm chủng, tiêm chưa đủ mũi hoặc không rõ tiền sử tiêm vaccine phòng bệnh trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, lập kế hoạch dự trù vaccine để tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho trẻ em. Trước tình hình dịch tăng nhanh, Sở Y tế cũng đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch tiêm bù, tiêm vét cho trẻ em đến trường, làm việc với các địa phương có yếu tố dịch tễ nhằm phối hợp đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. Chỉ đạo các trung tâm y tế tăng cường giám sát, xử lý các ổ dịch phát hiện, kéo dài có nguy cơ lan rộng. Ngày 17 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành chỉ thị về xử lý cán bộ công chức viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Trong năm 2023 và quý 1 năm 2024, lực lượng công an cả nước đã kiểm tra xử lý vi phạm hành chính và xác minh, gửi thông báo về cơ quan đơn vị quản lý đối với trên 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn.
để tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xác định việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của cán bộ trong chấp hành pháp luật về giao thông. Khi có thông báo của cơ quan chức năng về việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, cơ quan quản lý, cán bộ căn cứ quy định của pháp luật và quy định riêng của cơ quan đơn vị phải thực hiện quy trình xử lý, xem xét trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều người vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của lực lượng thực thi công vụ hoặc xử lý không nghiêm minh, chưa kịp thời trường hợp có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại chỉ thị phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương. Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, đến nay đã có khoảng 120 gian hàng đăng ký tham gia trưng bày tại Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh năm 2024, TechFest Đắk Lắk 2024. Ngoài 40 gian hàng có sẵn tại phiên chợ A Cộng BMT và 20 gian hàng tại đường sách cà phê Buôn Ma Thuột, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi mời thêm các đơn vị khác tham gia trưng bày. Đến hiện, có khoảng 60 đơn vị đăng ký tham gia với 60 gian hàng. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục liên hệ với các địa phương khác để nắm bắt số lượng đơn vị của các tỉnh tham gia gian hàng. Dự kiến tổng thể TechFest Đắk Lắk 2024 sẽ có khoảng gần 150 gian hàng trưng bày. Hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm phục vụ du lịch địa phương là một trong những hoạt động chính thuộc sự kiện TechFest Đắk Lắk 2024. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nghị định thư xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc được ký kết, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn ở Đắk Lắk đã sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu để tham gia xuất khẩu khi nghị định thư có hiệu lực. Đắk Lắk là một trong những địa phương có diện tích sầu riêng đứng đầu cả nước. Tuy nhiên, giá cả vẫn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và xuất khẩu sầu riêng quả tươi chiếm khoảng 60% sản lượng. Do vậy, việc mở cửa thị trường xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho ngành sầu riêng Việt Nam nói chung, Đắk Lắk nói riêng. Hiện nhiều doanh nghiệp ở Đắk Lắk đang chuẩn bị kho bãi, nguồn hàng, các điều kiện theo quy định, sẵn sàng cho việc xuất khẩu sầu riêng cấp đông chính ngạch. Chúng tôi hy vọng rằng các bộ ban ngành lên vào cuộc và có những hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể là bổ sung hồ sơ và thiết lập hồ sơ làm mã xuất khẩu nhằm phục vụ cho công tác xuất khẩu sầu riêng cấp đông múi. Với diện tích gần 33.000 hecta, sản lượng sầu riêng hàng năm của tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 300.000 tấn. Trong đó, huyện Krông Pách là địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng lớn nhất của tỉnh với hơn 8.000 hecta, sản lượng ước đạt 90.000 tấn. Hiện tại, toàn tỉnh có 37 cơ sở cấp đông, tổng công suất 3.200 tấn. Với tiềm năng đó, các doanh nghiệp, chính quyền địa phương đặt nhiều kỳ vọng cho mặt hàng xuất khẩu sầu riêng cấp đông. Chúng tôi cũng nghĩ rằng là đây là một cái mà rất là quan trọng cho cái phát triển của nền kinh tế, bởi vì sầu riêng thì không phải lúc nào chúng ta cũng phải bán tươi được, đúng không ạ? Có thể là những thời tiết hoặc có thể là liên quan tới dịch bệnh vân vân, thì ngoài cái việc xuất khẩu tươi đó ra thì chúng ta phải có những cái việc cấp đông, bởi vì đây cũng là một cái cách bảo quản tốt nhất cho những người trồng sầu riêng cũng như là những người mà thực hiện cái việc phát triển nông nghiệp này. Thì chúng tôi cũng đã sẽ tổ chức một cái hội nghị để chính quan điểm là sẽ mời các cái doanh nghiệp, các cái nhà xuất khẩu đối với ngành hàng sầu riêng của tỉnh, sẽ chúng ta sẽ cùng bàn bạc để xem xét các vấn đề đặt ra để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp có thể là đầu tư xây dựng các cái điểm tập kết, rồi các cái kho tàng bến bãi và đặc biệt là cái sơ chế cấp đông. Nghị định thư xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc được ký kết là khởi đầu cho những bước tiến quan trọng để sầu riêng Việt Nam vươn xa. Tuy nhiên, để khai thác tốt, bền vững thị trường nước ngoài, nhất là thị trường tiềm năng Trung Quốc, thì ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk còn nhiều việc phải làm. Trong đó phải bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng múi sầu riêng cấp đông phải đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng và nước nhập khẩu.
Thưa quý vị và các bạn, là nhạc cụ mang sức mạnh thiêng liêng, cồng chiêng Tây Nguyên được sử dụng trong những nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Tiếng cồng chiêng vang vọng khắp đất trời, gửi gắm tâm tư nguyện vọng tình cảm của con người đến với thần linh, đến với vùng đất thiêng nơi đại ngàn. Văn hóa cồng chiêng đã đi vào sử thi, trở thành biểu tượng hùng tráng, niềm tự hào của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Từ thời điểm không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại ngày 25 tháng 11 năm 2005, đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều chủ trương, giải pháp và tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng gắn với phát triển du lịch. Nghệ nhân Yihiu Nekadam ở phường E Tam đã có 20 năm truyền đạt đánh cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở các buôn làng. Với ông, việc mở lớp truyền dạy đánh chiêng cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số là rất cần thiết để bà con thế hệ trẻ trong buôn làng thấy được tầm quan trọng trong việc gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Mà nói tới cồng chiêng là chúng ta cũng phải nên giữ lại những cái độc đáo đa dạng của nó, những cái tiết tấu hôm xưa mà cha ông đã để lại thì hoàn toàn đây là cả một vấn đề mà hết sức khả năng chúng tôi cố gắng hơn nhiều thì mới thể hiện và truyền đạt lại cho mấy lớp trẻ hôm nay. Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk năm 2024 diễn ra mới đây tại thành phố Buôn Ma Thuột với chuỗi hoạt động đặc sắc như trình diễn các bài chiêng truyền thống trong các nghi lễ lễ hội của các dân tộc Tây Nguyên. Các loại nhạc cụ dân tộc, độc tấu hoặc hòa tấu đã giúp các nghệ nhân, diễn viên quần chúng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gặp gỡ, giao lưu, học tập kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, cùng chung tay góp sức trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc. Có thể nói là với 13 đơn vị tham gia lần này thì chúng tôi đánh giá đến 8-9 đơn vị là có cái hiệu quả rất cao, có cái bước phát triển rất là mới, rất là sáng tạo trong việc bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng. Theo thời gian, cồng chiêng đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, đóng vai trò quan trọng trong đời sống của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên. Hiện nay, ở Tây Nguyên, cồng chiêng còn được sử dụng như một trong những thành tố văn hóa quan trọng để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng, từ năm 2005 đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành 5 nghị quyết về bảo tồn và phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tính đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã cấp 169 bộ chiêng, 718 bộ trang phục truyền thống cho các buôn đồng bào. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức được 130 lớp truyền dạy đánh chiêng, phục dựng được hơn 140 nghi lễ, lễ hội truyền thống gắn với cồng chiêng, tổ chức biểu diễn định kỳ 1 tháng 2 chương trình văn hóa cồng chiêng, phục vụ nhân dân và du khách tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk và tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến bảo tồn văn hóa cồng chiêng. Văn hóa cồng chiêng trước đây thì với một cái khái niệm là phục dựng, và có nhiều cái quan điểm chỉ cho rằng đó là sự tái phục dựng lại những cái văn hóa cũ, những cái văn hóa mà của những người trong dân gian. Thì lần này thì cùng với cái gắn với cái phát triển du lịch thì lần này thì ban tổ chức mong muốn văn hóa cồng chiêng nó trở thành một trong những cái động lực nội sinh để cùng với những cái tiềm năng khác để chúng ta phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Văn hóa cồng chiêng đang sống lại trong đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc ở Đắk Lắk. Toàn tỉnh hiện có 2.100 bộ chiêng, hơn 5.100 nghệ nhân biết đánh chiêng, hơn 300 nghệ nhân biết chỉnh chiêng. Với sự vào cuộc của các cấp các ngành cùng chính sách thiết thực và nguồn lực hỗ trợ như hiện nay, di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên sẽ được gìn giữ phát huy, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đồng thời tạo động lực để phát triển đời sống kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.